Nếu như mà các bạn đang quan tâm tới chủ đề take a gap year hoặc là trong tiếng Pháp người ta gọi là prendre une année de césure giữa bậc học phổ thông và việc các bạn sẽ chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học, hoặc là một năm giữa bậc học cử nhân và bậc học thạc sĩ, thì đây là video dành cho các bạn. Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc về một chủ đề khá là nóng hổi trong cái con đường học vấn dài, rất dài của chúng ta. Đó là cái việc take a gap year, hay là trong tiếng Pháp người ta gọi là prendre une année de césure giữa những bậc học khác nhau. Cũng như là mình sẽ chia sẻ những cái quan điểm của mình về cái việc là bị ở lại lớp, khâu đúc lê qua những cái năm mà mình đã học đại học ở Pháp. Cái quan niệm mà lấy một năm nghỉ ngơi giữa những bậc học khác nhau, đặc biệt là giữa việc là bạn vừa tốt nghiệp trung học phổ thông và chuẩn bị bước vào đại học cao đẳng, hoặc là giữa bậc học cử nhân và bậc học thạc sĩ, thì nó sẽ không có quá rõ ràng trong quan niệm ở Việt Nam. Lần đầu tiên khi mình biết được cái chuyện take a gap year là khi mà mình nghe được những cái thông tin từ bạn bè của mình chia sẻ, sau khi mà những cái bạn đó đi du học ở những nước như là Singapore, Úc, Mỹ, v.v. Khi mà các bạn đó quay về, các bạn đó có chia sẻ là vì bản thân chưa thực sự tìm được cái mục đích mà mình muốn đi học, cái ngành mà mình muốn thật sự muốn học cho bậc đại học, nên là các bạn ấy đã quyết định lấy một năm nghỉ ngơi để mà dành thời gian cho bản thân, cũng như là suy nghĩ một cách kỹ càng hơn là đâu là cái ngành học mà các bạn đó muốn học trong thời gian sắp tới. Ở Pháp người ta cũng không hẳn có cái année de césure giữa bậc học phổ thông và đại học, mà thường mọi người sẽ lấy vào giữa bậc học cử nhân và bậc học thạc sĩ. Thầy cô khi mà đưa ra cái thông báo là các bạn có thể lấy một cái năm nghỉ ngơi như vậy giữa hai bậc học, cũng thật sự nhấn mạnh là những cái người nào mà thật sự muốn lấy một cái năm như thế để nghỉ ngơi thì nên có cho mình những cái mục tiêu nhất định. Các bạn sẽ có 12 tháng nghỉ ngơi và không phải đến trường, cũng như là có nhiều thời gian hơn cho bản thân, thì thời gian đó là thời gian rảnh rỗi, tự do. Mình nên tìm cách để tổ chức cũng như là sắp xếp lại những cái việc mà mình muốn làm một cách hiệu quả nhất, để thời gian nó trôi qua một cách không lãng phí. Nếu như mà mình nghe ngóng cũng như là tìm hiểu thì ở bên Thụy Sĩ, sau khi mà bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông rồi thì người ta sẽ khuyến khích, hoặc là mình có thể dùng một từ khác là ép buộc học sinh nghỉ học một năm để mà nghỉ ngơi trong thời gian đó, cũng như là tìm hiểu xem là bản thân thực sự muốn làm cái gì trong tương lai, trở thành một người như thế nào, làm ngành nghề gì, công việc gì. Một năm đó thì các bạn đó sẽ có thể đi làm thêm để vừa kiếm thêm thu nhập, cũng như là có thêm những cái kỹ năng sống, những cái kinh nghiệm sống trong việc giao tiếp một cách rất là thực tế. Hoặc là các bạn đó có thể đi học thêm những cái lớp học ngắn hạn về những cái kỹ năng mà các bạn đó rất muốn học rồi mà trong thời gian trước đây không có thời gian để đi học. Hoặc là các bạn ấy có thể cũng có thể dành một khoảng thời gian nhất định để đi du lịch với lại bạn bè, với gia đình, với anh chị em trong nhà. Hoặc là cũng có những bạn tự làm những cái dự án của bản thân về việc chụp hình, hay là dựng phim, làm video thế này thế kia. Thì mình nghĩ đó cũng là một cái thời gian thật sự rất là quý báu cho chính bản thân mỗi người, để có thể phát triển những cái kỹ năng, những cái sở thích của bản thân, cũng như là đặt ra cho mình cái mục tiêu phấn đấu trong tương lai. Ở Việt Nam thì mình nghĩ là phụ huynh sẽ vẫn còn có một cái góc nhìn khá là tiêu cực trong cái việc take a gap year, tại vì các bạn cũng biết rồi đó, môi trường học tập ở Việt Nam mình thì rất là khác biệt so với những nước khác. Và theo như mình nhớ thì suốt 12 năm học của mình đó, mình chỉ có ở nhà và đi đến trường và học thôi, học từ sáng cho tới tận chiều, sau đó lại đi học thêm nữa. Cho nên là cái việc mà take a gap year đó là một cú sốc khó vượt qua cho các cho các bậc làm cha làm mẹ. Mình nghĩ là nếu như mà các bạn muốn lấy một năm nghỉ ngơi như vậy,
các bạn cũng nên tự đưa ra cho mình những cái mục tiêu nhất định, cũng như là giải thích với lại phụ huynh của mình là cái năm đó các bạn sẽ làm gì một cách chi tiết nhất có thể. Bằng cái việc giải thích với bố mẹ thì mình nghĩ phụ huynh sẽ hiểu các bạn hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phụ huynh sẽ tìm cách support các bạn, tìm cách động viên và là cổ vũ các bạn để mà các bạn có được một cái thời gian nghỉ ngơi sau suốt một cái quá trình học rất là căng thẳng từ trước đến nay, và cũng như là chuẩn bị một cái hành trang tốt nhất cho con đường bước vào đại học sắp tới, hoặc là các bạn có thể học một cái khóa học ngắn hạn ở trường cao đẳng, vân vân và vân vân. Tất cả những cái việc xoay quanh cái việc take a gap year, các bạn nên có một cái quyết định thật sự là sáng suốt cũng như là cẩn trọng trong cái việc đó, vì thời gian thì mình không thể nào lãng phí được, đúng không? Tuy nhiên thì cái việc take a gap year đó cũng có thể diễn ra một khoảng thời gian ngắn hơn hoặc là một khoảng thời gian dài hơn. Chẳng hạn như là sẽ có những trường người ta bắt đầu vào mùa xuân, có nghĩa là các bạn sẽ có một khoảng thời gian tầm 6 tháng để các bạn nghỉ ngơi. Nếu như mà các bạn có một cái khó khăn nào đó trong cái chuyện không thể nào lấy một năm nghỉ ngơi được, chẳng hạn như là vì vấn đề kinh tế, vì vấn đề gia đình, vì vấn đề này, vì vấn đề kia, thì mình nghĩ là các bạn không nên quá bi quan về vấn đề đó. Việc take a gap year các bạn cũng có thể dùng nó để làm trong thời gian sau này khi mà các bạn đã tốt nghiệp đại học rồi. Ví dụ như là các bạn đã có một cái khoản tiết kiệm nhất định để các bạn có thể sống trong một khoảng thời gian tầm 3-4 tháng hoặc là nửa năm hoặc là một năm mà không cần phải đi làm, thì các bạn cũng có thể dùng cái thời gian đó để mà thư giãn cho bản thân, cũng như là tìm cách để mà lấy lại cân bằng sau một khoảng thời gian học tập rất là cực nhọc. Từ đó tới giờ, mình nghĩ là tất cả những cái việc xoay quanh cái vấn đề take a gap year bây giờ thì nó không hẳn là mới mẻ nữa đâu. Phụ huynh hiện nay cũng đã có tìm hiểu thông qua cái thông tin ở trên mạng, cũng như là sách vở, cũng như là báo đài, để mà có được một cái góc nhìn mới mẻ hơn dành cho con cái của mình. Nên là mình nghĩ cái việc trao đổi một cách thẳng thắn với phụ huynh nó không còn khó khăn như ngày trước nữa. Tiếp theo mình muốn nói đến đó là một chủ đề nó hơi nhạy cảm hơn một chút xíu, đó là việc ở lại lớp khô đúc lê trong tiếng Pháp. Có nhiều bạn đặt câu hỏi hoặc là gửi tin nhắn riêng cho mình ở trên blog của mình và hỏi là chị ơi, bây giờ em bị khô đúc lê rồi, bị ở lại lớp rồi, bây giờ em phải làm như thế nào, em đang trong tình trạng rất là buồn và căng thẳng và thất vọng. Mình nghĩ là cái chuyện mà bị ở lại lớp không là cái chuyện không ai muốn hết. Dĩ nhiên là có những cái trường hợp là vì không theo kịp chương trình học và cũng có những cái lỗi lầm mắc phải khi mà mình đi thi, thì cái điểm số của mình không được quá cao, nên là cái khả năng ở lại lớp là điều chắc chắn. Cho nên là khi mà mình đọc những cái tin nhắn đó, thật sự mình rất là thương các bạn, tại vì mình biết là các bạn đã rất cố gắng để hoàn thành những cái bài vở ở trường lớp giao. Tuy nhiên là sẽ có những cái lý do khách quan cũng như là chủ quan mà các bạn không thể nào vượt qua được, và các bạn đang rơi vào một cái tình trạng là không biết phải làm sao. Thì nhân đây mình cũng sẽ chia sẻ câu chuyện của mình. Thật sự là câu chuyện nó sẽ không có bất cứ một cái gì hạnh diện hết, nhưng mà mình nghĩ là khi mà mình chia sẻ, các bạn sẽ xem đây như là một cái sự đồng cảm, và các bạn sẽ nhìn cái vấn đề một cách lạc quan hơn. Mình cũng là người đã từng bị ở lại lớp rồi. Là sao? Có nghĩa là từ cái hồi lúc mà mình mới vừa tốt nghiệp trung học phổ thông sang Pháp để đi học, thì mình đã bị ở lại lớp năm nhất đại học. Đại khái là cái tình trạng của mình lúc đó là mình là một người không thật sự quá giỏi tiếng như bây giờ. Tại vì từ đó tới giờ mình đều học tiếng Anh thay vì tiếng Pháp, nên là cái vốn từ vựng tiếng Pháp của mình không có. Những cái việc đi học ở trong lớp đó, ngoài cái việc là ghi học bài như các bạn, thì mình còn phải học thêm những cái từ vựng liên quan tới chuyên ngành của mình, coi như là mình đã phải học gấp đôi, gấp ba lần người khác. Nên là cái thời gian mà mình học, mình sẽ rất là dễ bị stress, cũng như là vì mình dồn quá nhiều thứ vào cùng một lúc, nên là mình sẽ không thể nào có được một cái khả năng học tập hiệu quả như là những người khác được. Mình nhớ là cái lúc đó mình ở lại lớp vì ba môn thuộc ba cái nhóm môn khác nhau, nên là không thể nào gọi là validate được những cái nhóm môn học đó, nên mình đã phải ở lại lớp. Cái tâm trạng lúc đó của mình cũng, mình nghĩ là cũng sẽ rất giống rất nhiều bạn ở đây, có nghĩa là mình rất là buồn, mình rất là thất vọng về bản thân, mình thật sự khép mình lại và không chia sẻ câu chuyện với bất cứ ai.
trong vòng khoảng 2-3 tháng gì đó, và thực sự là trong cái trạng thái nó rất là tồi tệ và mình không cách nào để mà thoát ra được khỏi cái trạng thái đó. Cuối cùng thì mình cũng phải nói câu chuyện này với lại ba mẹ của mình. Thì cái lúc đó mình nhớ là mình có gọi điện cho ba và mình đã chuẩn bị tinh thần rất là sẵn sàng để nghe những cái lời trách móc cũng như là la rầy của ba mình. Tại vì ba mình là một người thật sự khó tính, rất rất khó tính trong chuyện học hành. Cho nên đó là mình rất là sợ khi mà phải nói cái câu chuyện này ra với ba mình. Thì lúc đó mình nhớ là mình gọi điện cho ba và mình có nói là năm nay con phải học lại một lần nữa cái năm nhất đại học. Thì mình thật sự rất, lúc đó mình thật sự rất là ngạc nhiên, tại vì ba mình không hề trách móc gì mình hết, mà ngược lại ba mình còn bảo là thôi con đừng có buồn, cố gắng lên để năm sau có thể hoàn thành được những cái mục tiêu của mình một cách tốt nhất. Trời ơi, tâm trạng là lúc đó vô cùng cảm động, mình không biết phải nói làm sao. Ngay cả khi là các bạn tuyệt vọng nhất thì mình nghĩ là ba mẹ hoặc là bất cứ một ai đó mà các bạn tin tưởng sẽ là người tìm cách động viên cũng như là vực dậy tinh thần của các bạn. Thì sau khi cái cuộc trò chuyện đó diễn ra, mình đã rút ra những cái bài học cho bản thân mình và cũng như xem xét lại là lý do vì đâu mà mình bị ở lại lớp. Rõ ràng là kỹ năng ngôn ngữ của mình không đủ. Thứ hai là vì mình quá gọi là căng thẳng trong suốt một năm học, nên là khi mà các bạn căng thẳng thì các bạn không thể nào làm việc cũng như là học tập một cách hiệu quả được. Và cái thứ ba là dĩ nhiên mình phải tìm hiểu thêm và thêm nữa những kiến thức trong ngành kiến trúc của mình để mà mình có thể bắt kịp với lại tiến độ học tập ở tại đây. Mình nghĩ là khi mà các bạn đã vượt qua được cảm giác buồn bã cũng như là tuyệt vọng khi mà hay tin là mình ở lại lớp rồi, thì ngay sau đó các bạn nên cố gắng đưa ra cho mình những cái mục tiêu cũng như là cố gắng hơn nữa trong tương lai để mà có thể vượt qua mỗi năm học một cách tốt nhất cho bản thân mình trước đã, chứ không phải là vì điểm số, và cũng như là tìm cách phân bố cái thời gian học tập của mình một cách logic hơn để mà các bạn vừa có thời gian nghỉ ngơi mà vừa có thời gian học tập thật sự là bền bỉ. Mình hy vọng là thông qua cái video này các bạn sẽ có được một cái sự đồng cảm nhất định để biết là bạn không một mình, để tìm cách để vực dậy sự lạc quan trong bản thân. Cái điều quan trọng là mình không thể nào thay đổi được những cái gì mà mình đã làm trong quá khứ, nhưng mà trong tương lai thì dĩ nhiên đó là cái chuyện mà mình có thể có khả năng thay đổi được. Mình hy vọng là sau cái video này các bạn có được cho bản thân những cái thông tin hữu ích về cái việc take a gap year trong suốt quá trình học tập của mình, cũng như là có những cái quan điểm lạc quan hơn, suy nghĩ tích cực hơn về việc ở lại lớp, khó đúc lên. Khi mà mình đã làm được thì các bạn sẽ làm được như mình, thậm chí là còn hơn mình nữa. Nên là các bạn ơi, các bạn đừng nên quá buồn và thất vọng về bản thân, hãy cố gắng hơn vì trong tương lai các bạn sẽ đạt được những mục tiêu mà các bạn đề ra. Nếu như mà các bạn có thêm những câu hỏi về ngành học cũng như là việc du học Pháp và những câu chuyện xung quanh cuộc sống, thì các bạn có thể gửi tin nhắn cho mình thông qua blog hoặc comment ở dưới video, thì mình sẽ cố gắng tìm cách trả lời cho các bạn một cách cụ thể, rõ ràng và sớm nhất. Hy vọng là các bạn thích video này của mình. Tạm biệt. Cho dù nó có đẹp cách mấy mà không làm vừa lòng ý thầy cô thì cái khả năng mà các bạn điểm kém rất là cao, chứ không phải như là những cái môn học như là khoa học tự nhiên mà 1+1=2, 2+2=4 được. Nên là nó có một cái gì đó rất là cảm tính trong cách chấm điểm của thầy cô, cho dù ít cho dù nhiều.